Xin chào các bạn, trên tay tôi là bộ đầu thu đa phương tiện VTC Now, một thiết bị 2-in-1 cho phép chúng ta vừa có thể theo dõi truyền hình số lại vừa có thể thưởng thức những nội dung hấp dẫn của Internet. Đây là đầu thu rất nhỏ gọn. Còn đây là các phụ kiện đi kèm gồm nguồn, cáp kết nối, trang bị hai loại cáp. Tay trái tôi là cáp AV dùng cho các hệ TV đời cũ và tay phải là cáp HDMI dùng cho các TV đời mới hơn. Việc đầu tiên là chúng ta kết nối nguồn và dây cáp với đầu thu và TV. Khi kết nối với anten, các bạn có thể theo dõi hàng chục kênh truyền hình số phát sóng miễn phí với độ nét cao HD hoặc là độ nét tiêu chuẩn SD. Chúng ta có thể tìm mua những loại anten trong nhà nếu điều kiện bắt sóng tốt và anten ngoài trời nếu ở những nơi bắt sóng bất lợi. Sau quá trình kết nối, bạn nhấn nút Power Off trên điều khiển từ xa, mất khoảng 30 giây để khởi động đầu thu đa phương tiện VTC Now. Trong quá trình khởi động, đầu thu sẽ đề nghị bạn kết nối Internet. Tùy điều kiện thực tế, bạn có thể kết nối mạng dây hoặc Wi-Fi. Trường hợp không có kết nối Internet, bạn vẫn có thể sử dụng tính năng truyền hình số của thiết bị. Đây là giao diện chính của đầu thu. Tuy nhiên, để có trải nghiệm thực tế tốt nhất, các bạn nên lựa chọn chế độ cài đặt hình ảnh và âm thanh hợp lý. Ở chế độ hình ảnh, các bạn có thể tùy chỉnh kích cỡ hiển thị phù hợp với từng loại màn hình TV. Một mẹo dễ nhận biết là chỉnh tay sao cho 4 gạch góc vuông màu trắng sát 4 góc màn hình. Ở chế độ đầu ra, các bạn có thể tùy chỉnh theo độ phân giải màn hình. Với chiếc TV này, chúng tôi lựa chọn tiêu chuẩn là Full HD 60Hz để có chất lượng hiển thị hình ảnh tốt nhất. Ở chế độ âm thanh, các bạn có thể tùy chọn âm thanh số hoặc âm thanh cơ bản. Chế độ cập nhật cho phép các bạn tải về các phiên bản phần mềm mới nhất của đầu thu. Với những đầu thu đã kết nối Internet, các bạn có thể yên tâm là luôn có thông báo tự động mỗi khi có các bản cập nhật. Với những đầu thu có kết nối anten, bạn có thể lựa chọn mục truyền hình số và dò kênh theo yêu cầu. Chúng ta có thể chọn giữa chế độ dò tay hoặc là dò tự động. Các bạn lưu ý, ở mỗi tỉnh thành, số lượng các kênh truyền hình số mặt đất có thể khác nhau. Ở đây, tại Hà Nội, chúng ta có thể thu nhận được khoảng hơn 60 kênh truyền hình với 20 kênh HD và hơn 40 kênh SD. Với các đầu thu có kết nối Internet, bạn có thể dễ dàng theo dõi truyền hình Internet, phát thanh trên Internet và đọc báo qua TV trên Internet. Ngoài ra, VTC Now cung cấp cho bạn các nội dung xem lại hấp dẫn khác như tin tức, âm nhạc, TV, radio show, mẹo hay, phim truyện, phim tài liệu, sách nói. Các bậc phụ huynh cũng yên tâm khi cho con trẻ theo dõi đầu thu VTC Now vì các nội dung thiếu nhi đã được chọn lọc kỹ càng. Tuy nhiên, trong lần đầu tiên truy cập, đầu thu sẽ yêu cầu bạn cài đặt ứng dụng YouTube Kids. Để thực hiện yêu cầu này, bạn cho ứng dụng và tiến hành cài đặt. Cũng trong một ứng dụng, bạn có thể tìm thấy rất nhiều ứng dụng hấp dẫn khác mà đầu thu VTC Now trang bị sẵn để hỗ trợ nhu cầu xem truyền hình, nghe nhạc, hát karaoke và cả các trò chơi giáo dục hữu ích. Điểm cuối cùng và cũng là quan trọng nhất với những người dùng đầu thu VTC Now Hybrid 01 là sản phẩm không mất phí thuê bao, không mất phí dịch vụ. Có nghĩa là với một lần lắp đặt, bạn có thể yên tâm thưởng thức lâu dài. Chúc các bạn có những giờ phút thực sự thư giãn với đầu thu đa phương tiện VTC Now Hybrid 01. VTC Now Hybrid 01, sự kết hợp tuyệt vời giữa truyền hình số và Internet.